Sis đây bóng phôn, ngày nay chúng ta lọp một chút khi mà đón tia ra chỉ mới Dina's Kitchen. Khi nhóm cho một bằng hai bóng phôn, bị đồ biệt thôi nồng bằng. Hãy xem ra vị thi thơ với nhé, cứ viên nghe sửa. Cảm ơn xóm của dân ở trời bà ra chẳng đài, chắc bóng phôn trong đấng từ tam đan chỉ mới khi nhóm tự ngọt. Mất nồng bóng, nhưng trời bà mà sao nồng bằng, chùm nồn 500 gram. Mế 8 gram, ấm bơ 5 gram, sò sò chấm nón 4 gram, bánh chả muối sập bia bay, tức bay rồi mà phay gram. Xem ra bây vị thi lên mà sao vậy nhé, bóng ôn ăn miên mà xem tế bóng ôn ai cho bó vi cho mùi nước đai bàn bên tay con thang bóng ôn trơ pra cầm lắng riêng dù bằng tật hai bóng ôn pra mà xem vậy nhé, bóng ôn ăn trơ cao vay không mà xem dù vì bố vi ai thua ở mà sao giống được cái đai lắm chân ẩn lò chân bóng ôn trơ cao vay rồi dạ bê tầm mùi nửa tí tầm pin nửa tí ba nay không nông lực bươn bẹ đá lắm. Rồi mà sao nồng băng rồi bỏ dơ nâng bằng tay tới lơ cả lạnh này dân vô mà sao dân mặt đã đồng bay cùng ao vía chọp sạch nơi lơ cả lạnh này dân thua nâng. Ta liếp mà sao nồng băng bằng tay tới đồng bay cùng ao vía sạch chọp đai á. Xem rắp mà sao nồng băng rồi bỏ nhóm khi nhóm bán cắt vía tới chỉ đống tôi tôi chứ. Hoặc khi nhóm thăng vía khi nông mặt đống chùm nôn pi rồi 20 gram. Sau đó bỏ nhóm khi ông bàn cắt viết tay chữ bốn đông tối tối mua viết cho thật cao một chân tư đồng bay ở mà sao bị kháng lơ nâng viết bàn rồi lốn sát hóa dân tục viết để lại sân dân thua mà sao đó bỏ dân rồi biếp nít rồi hốt to tại vì ơ dân trai dọc thang plastic nâng cọc viết tục cháu rồi dạp bê 30 nét tì cõi mốc dân ác dô viết mô cho bạch thua chỉ riêng nông bàn bàn. Hãy xem rạp mà sai để dân mình toàn thuế dân tới tại cổ vị ở chất đồng bày của mọi mà sai nâng viên răng. Đây tại rồi mà sai nồng băng nơi khang lơ mà sai rồi bỏ dân mình tạch tư. Và tọa máu dân tới tại dân co đây rồi bỏ dân nâng á. Đồng viên đồng bày ở vị ọc chọt. Dân tiên viên mình tạch tư hãy dân tới tại bà tọa đồng viên mình tạch tiệt. Do đây rồi bỏ dân nâng á mù mà sai dân mình tạch tư dân do co đây rồi bỏ dân nâng sẽ có tâm đặc biệt để khi nhóm thuê chân tất á. Mình ta bóng ôn cùng sẽ có vị ở tập bài tầng o dân tới tại sẽ có tầm một vị ở chất tê. Lôi mà sao rồi bà dân thơm. Hai dân trai tập bật trong nồng băng rồi bà dân mình tạch tư. Mình sai chỉ lực trong cõi á, bong bong cầm pra cầm lăng đai thun pe, chập một nồng băng dương thằng trong nâng thằng son thang ngày ban lọ.
bị dân vô mà sao mà luôn vía chỉ riêng nấm băng hay á dân thời tục vía nó không cả lại nhà mình cầm đầu ồn ồn rứa cọ bom phaon ai dân thang plastic nó cọp bị lơ tới dân tục vía cho của bạn đây còn thang vía thời cho nãy pu á mình ta bỏ bom phaon mình cả lại để đại ồn ồn sáp bom phaon tục rồi dập bê tầm mà máu ngay bán này xâm rạp mà sai nấm băng rồi bỏ nhóm ban vô vía tới tục nó cầm chặt gran bị phù chặt khen rồi bỏ dân vía mình cầm đầu cả đại ngon ban lo thôi mà sai rồi bỏ dân lang ban thông lấy mà sao được bao nhiêu mà to pi mười máu cứ thay vì lang ban riêng thôm á trong mong quân ai vô việc tận đốt bàn muốn đừng dân vô mà sai đồng băng rồi bao dân tận đốt dân trời tạm miền côn lam tội mùi chân tới đồng bay chốt vía nắng ở vì miền mốc bê để dựng đốt tới vì rịch ban sạt bánh tắc bì lơ nồng băng rồi bà dương mình tách tờ dương trời tầm miên con chan đầy mùi á xâm rạp bê để dương đặt mà sao nồng băng nâng vô tật đọt tớ ôi tật nâng vì miên chùm hai tật chanh mò lơ mà sao nồng băng rồi bà dương thua ôi nồng băng rồi bà dương miên sạch khẳng khăn nông nâng tôn lọ dương trời tật đọt mà sao nồng băng khăn nông cầm đáy buôn rơi hà sơ pha rên hái khăn nông rồi dạ bê mà phay bà muối tơ mà phay bà nền tì lấy nấm băng rồi bọc những bánh chả này. Xem ra sắc nấm băng mùi này cứ tha rô chiếc bia là mồm chẳng ngang mòn bởi sao chị bông bông ớt cho chết bà em riêng bà em tới bông bông bà đặt score của bạn đây phụ thang nấm băng chỉ tui tới kết phương bà đặt score bằng tay rô chiếc là xì rồi bỏ dưỡng thật ra mình chết bà em bằng tình bằng tui chấm tục nhau đặt score bằng tình hay sắc nấm băng thằng khăn vẫn cứ tha bia riêng này lỏ hay nâng kháng cái cứ tha xui lỏ mà tên ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តពីវិធីធ្វើនំប៉័ងរបស់ខ្ញុំយើងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបាយបាយ